Thank you.
Con gì? Con làm gì đây? Đố em biết con gì nào? Con gì nhỉ? Hả? Con gì? Con khủng long. Đúng không? Con gì đây? Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Thế con này con gì? Đúng rồi, con hổ. Em giỏi quá nhỉ. Nè, gầu. Con gì? Con nhiêu. Con này con gì? Con gì? Con gì ấy? Ồ. Thế em đang cầm con gì nhỉ? Mẹ không biết. Mẹ không biết con gì nào. Em nói cho mẹ biết không nào. Con gì ấy? Con gì đấy? Con gì? Con tôm. Đúng rồi, con tôm. Em giỏi quá nhỉ. Con khủng long. Con khủng long đâu? Con nào con khủng long? Con gì đây? Em đang cầm cái. Con gì? Con cò bé. Phải không? Con gì đây? Con tôm. Đúng rồi. Bác thấy con gì? Con gì to này? Con gì đấy? Của mẹ buồn ngủ lắm rồi á. Dâu ơi, dâu buồn ngủ rồi á.